mập quậy cá con. Có bạn nào có nhu cầu mua ạc Free Fire giá rẻ và nhận được sự may mắn super khổng lồ thì ngại gì vào ngay shop HeroTeamFF.vn với vòng quay kim cương có cơ hội may mắn trúng đến 9.999 kim cương và còn nhiều trò chơi hấp dẫn khác nữa đang chờ đón bạn. Ngại gì vào ngay shop HeroTeamFF.vn vào thử vận may kim cương nhận được kim cương siêu to khổng lồ. Ok, là chúng ta sẽ lại với kênh channel của Sam lại Sam nè. Hello mọi người. Đó, mọi người thấy không? Mình đang mặc trong một bộ trang phục rất là bánh bèo luôn mọi người ơi. Thì hôm nay chỉ là một cái reaction thôi mọi người à. Thì nghe nói Phong Phan được là dịch đang gọi là đóng một cái gọi là gì ta, đóng một cái gì ta, một cái gì ta, một cái bộ phim nhỏ của Free Fire mọi người. Đó, lúc trước là mình với Sim đóng, bây giờ để anh dịch Mr. Dịch đóng. Và trong mình theo như mình biết được á là dịch trong ngày là thành một chàng trai hot boy ở 6 múi. Đó, không biết có múi thật không, nhưng mà thôi mình cứ reaction chất đạn đó. Thì bạn nào thắc mắc về cái bộ đồ mà siêu bánh bèo của mình thì thì thật sự là đây là bộ đồ mình đi ngủ thôi mọi người. Đó, đi ngủ, đây là bộ đồ đầm đi ngủ mình hay mặc thôi. Đó, với lại mình cũng nhát thay thôi, mình mặc này luôn. Đó, cầu tóc mình tẹt, mình làm cái gì ta, mình làm hai chùm này để cho nó gọn mà đi ngủ, tóc mình hay rối mọi người. Đó, thật sự chứ không phải là Sam biến thành công chúa đâu mọi người nha. Đó rồi, ok, trước khi xem video các bạn quay cho Sam một like, một share, comment, đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai tuần nha. Đó, ok nha, rồi xong chắc chắn sẽ có rất nhiều người phàn nàn hoặc là người bất ngờ về cái kia nặng của Sam. Thôi cứ reaction đi, khổ ghê à. Đó, 21 phút, trời đất ơi, quảng cáo nó hơi dài nha. Tôi là quảng cáo trước tôi quay là 12 phút là thấy mệt rồi. Cái này 21 phút, 21 tròn luôn á. Xin chào mọi người đã đến với Free Fire TV. Hiện nay tôi đang có mặt ở một buổi tiệc vô cùng to lớn. Hãy cùng tôi phỏng vấn xem công chúa nào xinh đẹp nè. Xin chào chị Hoa. Nghe nói là chị tổ chức bữa tiệc đẹp, okay. Nam Vương Free Fire để có thể tìm kiếm người chồng cho mình đúng không ạ? Đúng vậy. À, đây này, chúng ta chồng. Xin được thông báo với tất cả mọi người là người giành được giải chiến thắng sẽ nhận được bộ trang phục phi công, cũng như là sẽ cùng ta sánh vai tại đại tiệc Free Fire 30 tháng 4 sắp tới. Và quan trọng hơn hết là sẽ trở thành một nửa của ta đến cuối cuộc đời. Wow. Mọi người hãy đăng ký tham gia nhé. Xin cảm ơn. Dạ, 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 tôi một câu hỏi nữa cho chị. Chị có lời nào muốn nhắn nhủ đến những thí sinh chuẩn bị tham gia cuộc thi này không? Nhớ nha, me want to jump jump you tonight. Bộ đẹp vậy? Wow. Như vậy có gì đó chung chung mới lấy được bộ này. Có chất tài bởi dân luôn. À, xin được chào mừng tất cả mọi người đến với cuộc thi Nam Vương Free Fire được tổ chức bởi chị đẹp Hòa Minzy. Cuộc thi được tổ chức với mục đích là tìm kiếm chàng trai xứng đáng. Trước là để sánh vai cùng chị kiếm đẹp chồng. Đẹp 30 của Free Fire sắp tới. Ủa, anh Dịch đi thi à? Anh Dịch đi thi kiếm chồng. À, quên. Lột. Và ngay bây giờ, tôi xin mời ra sân khấu của chúng ta ba chàng thí sinh vô cùng là tuyệt vời ạ. Ok. Còn nói chứ là có mất cái Dịch đó. Ôi, trời ơi trời, Dịch đây hả? Trời ơi trời, thật sự là cái bộ này rất là đẹp nha. Trời ơi, con này vòng vàng nè. Tiếc cả là thiếu mũi mọi người ạ. Đó, công nhận thì công nhận đẹp thì đẹp thật. Nhưng mà nếu mà Dịch mà có mũi nữa xuất sắc luôn mọi người. Thật sự là trong tim mình chơi quay có mũi hết. Nhưng sao Dịch? Dịch là nếu mà nếu tính với tạng người của Dịch, Dịch là sự dạng là vừa vặn nhất. Đó, vừa vặn nhất trong tim mình luôn. Rô thì ốm quá. Phong thì... đó, rồi, đó. Đó, hình như là Vật là người vừa nhất, đó. Thí sinh đầu tiên, Victor. Trời ơi, má, trời ơi nè, vàng nè. Trời ơi, điện thoại cũng vàng luôn. Sao cái kính nó không vàng, à kính này cái gọng vàng, cái màu này không vàng lắm. Không mà đẹp nha, đẹp thực sự, là cái bộ đồ rất là bây giờ. Nè. Nhà ta, chẳng có gì ngoài mặt tiền, vừa có mặt, lại còn vừa có tiền. Nào có muốn theo ta đi cùng trời cuối đất hay không? Hay. Cảm như thế này là Dịch động rất hợp. Mời thí sinh thứ hai, Bác Cấu. Trời không xanh, mây không trắng, em không say nắng nhưng mà say anh. Hòa, mỗi lần gặp em trái tim anh cảm thấy sung sướng giống như mới vừa được bố già. Nàng có thể cho anh một cơ hội được không? Mời thí sinh cuối cùng, Nam Thần 6 múi. Ôi ông này giống kiểu mặt cũng mấy ông Tây nhờ. Mấy ông Hy Lạp luôn á. Cái nhạc đó đi chơi. Ai rồi cũng Free Fire thôi.
từ để mình sẽ so nụ cười của ai sẽ là nụ cười đẹp nhất nha. Ai cũng Free Fire thôi. Lại nha. Ok. Đó, nụ cười của bác cậu rất là thân thiện. Đó, nhìn rất là hiền. Nụ cười của anh này là toát lên cái vẻ của là gì ta, kiểu Tây, nhìn mặt ông rất là Tây. Còn Dịch hiền không? Nhìn thì rất là ngầu đúng không? Cảnh đầu rất là ngầu, cảnh sau cười cũng rất là hiền khô. Đó. Vâng, cuộc thi xin phép được bắt đầu ngay sau khi tôi công bố thể lệ cuộc thi như sau ạ. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 phần thi. Người chiến thắng của mỗi phần thi sẽ nhận được 3 bộ 2 loại mảnh chôm chôm. Ngoài ra, ban tổ chức cũng chuẩn bị thêm 3 bộ 2 loại mảnh chôm chôm cho tiểu thư. Tính tặng tặng tặng. Người nào đủ cái 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm trước sẽ được tặng bộ trang phục phi công để cùng tiểu thư tới đại tiệc Free Fire 30 tháng 4 này. Và tất nhiên, không thể thiếu phần quà to lớn nhất. Trái tim của chị đây. Và bây giờ, cuộc thi đầu tiên xin phép được bắt đầu, đó chính là phần thi Catwalk. Trời ơi, catwalk hả? Tay. Tay luôn á, kiểu mấy cái người mà ở dưới này á, kiểu được thuê thôi mọi người. Ủa tay. Trời ơi, mặc gì vậy? Giờ mới thấy có cái quần á. Ủa mặc áo vest sao mặc quần vest luôn đi. Sao tạo sự độc lạ mọi người ạ. Đó. Ngọc bông hoa. Gì? Lịch sau dọn thí sinh cho nó hẳn hoi, ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, hở ra hở, mặc kín ra kín, mặc như thế kia không ra cái hệ thống gì cả. Này cao nhở, cao bằng phong ta. Mà ông này sao mà nhìn thấy những cô nan vậy ta? Nhìn thấy những cô nan. Đó, mất tờ giờ. Nhà anh không có gì ngoài vàng. Đó. Nếu mà thật sự ông Phong mà đóng trong cái cảnh này, Phong sẽ là gì ta? Phong Diamond mà Phong sẽ mang bộ đồ này và gì ta nhét gì ta vòng Diamond, tay Diamond thì không? Để ông nhận Diamond. Đó, nếu Phong sẽ nhìn cảnh này. Ôi, quê có vàng. Trời ơi. Cậu liền hết luôn mà nhìn rất là đạt. Ôi trời ơi. Ôi là những kẻ như này ta nè. À, cái bài dân bản. À, anh đã phải nhảy, phải nhảy, phải nhảy. Nhảy rất là mũ. Nhảy là chính thẳng chắc luôn. Mọi người biết liền. Và người chiến thắng chính là chú Ba. Ba là gì vậy? Chết ha. À, 1, 2, 3. Vậy là phần thi kết quả của chúng ta đến đây hôm nay đã kết thúc. Trên tay tôi là 3 bộ 2 mảnh chôm chôm dành cho người chiến thắng. Vâng, xin được chúc mừng anh Mr. Vic đã là người chiến thắng của phần thi kết quả ngày hôm nay. Lương lẹo dễ sợ. Kính thưa mọi người, các cụ ngày xưa có câu: mẹ cha cho bạc cho vàng, không bằng em lấy được chàng rapper. Và phần thi thứ hai của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là phần thi Rap Battle. Cặp đấu đầu tiên sẽ chính là cặp đấu của Bác Gấu và Mr. Vịt. Xin mời hai anh. Đấy đó, giờ là chuyện rap rồi mọi người. Đúng là suy nghĩ của mấy thằng trẻ cô gái vào là hứng đôi cứng ra vẻ ngon. Bọn tao còn bọn cùng Airpods vui thế giới bác đầy hơi đầu ra với mấy thằng đẻ non. Leader hero đâu đứng trong hang à. Tính là việc thì chắc trình độ cũng ngang gà. Đã cầm gặp phải cấu một quả chất tôn à. Giá solo không hay lệ trong mắt còn đang nhò. Gấu to gấu khỏe để tao lấy mật. Gấu thì lao xuống nước gặp vịt chia sao thấy tật. Gấu bán như là lệ rơi chỉ luôn phế với giọng thật. Giải thế giới của gấu đi thi trở thành giải thế giới động vật. Cơ mưu túc trí vì vàng khắc dấu. Âm hồn bất tán gọi tên Bác Gấu. Bác suy mơ được phải biết nghe thấy tên là phải khiếp. Hêu tim tao một mãi mãi lời nguyện chuyển kiếp ha. Yeah. Lời nguyện chuyển kiếp ha. Này, tôi nghĩ là một trong hai người dịch rồi. À từ từ, ông Nam Hưng kia rác rồi ta, quên. Trận đấu vô cùng là máu lửa thưa quý vị.
Vậy còn anh, ông Nam thần anh thần đấu gì với tôi không? Em thì mình. Nam thì mình à? À Nam thần thì mình. Quay lại việc 30 tháng 4. Ui, về bộ đôi cái này đẹp nhờ. Cùng cực nhiều quà hot. Sám rất giống của mình nè. Có thể mình sẽ mua. Rất là đẹp luôn. Đẹp gì đấy? Tên à. Tên nắp gì mà ở với áo vậy? À, anh vừa rap xong rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Anh đùa tôi đấy à? Rap cái gì đấy? Ôi giời, thế thì anh không biết rồi. Cái gì? Rapper bây giờ ấy chỉ cần đẹp dài thôi, mọi thứ dài thôi. Oh my god. Đẹp đi. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần thi rap battle của chúng tôi. Sau đây tôi xin nhường lại phần công bố kết quả dành cho ban giám khảo chị đẹp Hoa Minh gì ạ? À, vật hoặc là bắt đầu sẽ thắng. Cảnh to như thế tôi thích lắm. Nói chung là ở cái phần này tôi đã có được một người trong lòng tôi lựa chọn, đó chính là anh Châu. Xin được chúc mừng bắt đầu. Ba bộ hai mảnh chung chung này đã thuộc về anh. Đó đúng không? Đó, một là bắt đầu, hai là với thành dịch mà. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi cuối cùng trong buổi thi ngày hôm nay. Bữa tiệc bóng nước. Mà trời, bóng nước vào nhau hả? Vâng, vậy là cuộc thi Nam Vương Free Fire của chúng ta đã đến với những giây phút cuối cùng. Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ ném bóng nước vào viên mục tiêu. Ai đạt điểm cao hơn? Đang reaction thật quên. Đơn giản có vậy thôi. Xin mời bác gấu, anh là người đầu tiên. À, đeo bước vào cái tâm này hả? Ai, lùi ra tí. Gì ra? Lùi ra, để người ta còn nhắm cái body. Quên, để người ta xem mấy người ném như nào chứ. Lùi ra. Trời ơi là giời. Được rồi. Body cái nhỏ ném bóng nước này đây. Em body dài đấy. Thì phải lựa vào sức gió. Nếu gió thổi về bên trái thì chúng ta phải ném mạnh về bên phía bên phải. Phải ném thật mạnh nhau chúng nha. Coi mà khỏi. Trời ơi, gồng nộ luôn. Trời ơi, lay á. Trời ơi. Gì thế chị đẹp? Ờ, đi ra để nhìn cái hồng tâm. Sao lại thế? À, bà này ngắm trai rồi. Bí quyết để chiến thắng trò chơi này ấy không phải dựa vào sức gió mà là phải dựa vào lực ném. Gió càng mạnh, khoảng cách càng xa. Cái ông làm được gì không? Càng phải ném thật mạnh lên. Nhìn đây này. Làm mong một lần nữa nhá. Liên tiếp 9 điểm. Mình biết là cái này là phim mọi người đây phải diễn mọi người. Nhưng mà cái khoảng cách rất là ngắn. Năm thân sáu múi. Ném chân á mọi người, ném kiểu rồi ra cái hùng tâm đây nha. Ném cứ trái phải không à. Buồn cười cái kiểu đó. Đứng đó. Ôi mẹ trai, mẹ trai đứng gần hùng tâm luôn. Tại vì tự dưng cái mắt nó bị viễn thị loạn hết cả lên. Rồi bây giờ phải đứng gần hùng tâm mới nhìn thấy được ấy. Đứng đây ném đi. Mẹ trai, như này là không công bằng. Như này là không công bằng rồi, thiên vị rồi. Không được. Hạt. Tôi biết mà. Ôi. Ta công bố người chiến thắng đó chính là Nam Thần. Bí quyết để chiến thắng ấy là đẹp trai với một chút may mắn. Trời ơi là này. Bất ngờ với bất cứ cái đang đắt lên. Vậy là ba người đều có bạn châm châu mọi người. Người chiến thắng ở vòng thi bữa tiệc bóng nước vừa rồi không ai khác đó chính là Nam Thần. Yeah! Tiếng vang vang đó chính là. Đó chính là. Ba bộ ba loại mảnh châm châu. Được ba bộ hai loại mảnh. Không công bằng. Vì sao không công bằng? Mọi người thấy không công bằng đúng không? Đúng rồi. Mọi người muốn nghe giải thích không? Như nào? Tôi thích thế. Đúng vậy.
Kính thưa quý vị, chị đẹp thích thế là phải được. Rất là phải được. Tôi xin phép được tổng kết lại kết quả của ba người chơi sau 3 vòng thi. Mr. Vịt đang sở hữu 3 bộ 2 loại mảnh chôm chôm. Nam Thần sở hữu 3 bộ 3 loại mảnh chôm chôm thưa quý vị. Còn ở đằng này, bắt đầu. Bắt đầu có 3 bộ 2 loại mảnh chôm chôm và 3 bộ 1 loại mảnh rồi. May mắn nó có được. Tổng kết lại, tôi xin đưa ra kết quả cuối cùng. Chàng trai đạt giải chiến thắng trong cuộc thi Nam Vương Phi Vang ngày hôm nay đó chính là... Không một ai cả vì không ai đủ 3 bộ 3 loại mảnh chôm chôm để thu được bộ trang phục phi công. Đi cùng với chị đẹp đến bữa tiệc Phi Vang ngày 30 tháng 4. Một lần sao khai thắng hết hả? Sao lại như thế? Sao lại như thế nào? Thế bây giờ phải làm nào? Phải làm thế nào? Tôi không cần biết các người làm như thế nào hết. Tôi chỉ cần biết là trước ngày 30 tháng 4, các người phải có đủ 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm cho tôi. 3 bộ 8 loại mảnh? Đúng. Đây mới có 3 bộ 2 loại mảnh thì như nào? Muốn làm gì thì làm. Phải có 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm thì các người mới giành chiến thắng, cũng như là nhận được bộ trang phục phi công. Còn có skin và thắng. Xong rồi đây, bye bye. Bye. Đây, 3 bộ 8 loại mảnh bằng cách nào nào? 3 bộ 8 loại mảnh ở đâu ra? Trời ơi. 3 bộ 8 loại mảnh luôn. Dây. Tự nhiên lại đòi 3 bộ 8 loại mảnh. Khó nhỉ. Thôi bây giờ em nói thật như này, nhà em ấy chẳng có gì ngoài tiền cả. Công bây nhận. Giờ em đổ cho hai rồi, bác 100.000 kim cương, lấy một mảnh chôm chôm, hai bác đưa mảnh chôm chôm cho em, rồi cầm kim cương đi về, như thế có được không? Vậy đi sao ơi. Chú có tiền thiệt, chú giàu thiệt, bọn anh có nghèo. Thứ anh cần ở đây không phải là vật chất, cái đầu óc lúc nào của chú nghĩ về tư duy với chị Thằng Dư thì làm sao tình yêu của nó được đỉnh cao được. Càng nghĩ lời của chú nói thì anh cảm thấy mình là người hợp nhất. Anh sẽ yêu thương chị đẹp một cách vô bờ bến. Nếu mà chú ơi, thực sự mà thương chị đẹp đấy thì chú phải hợp tác cho anh và chị đẹp mới đúng. Trời ơi, bông hoa hôm qua còn bây giờ bông hoa nhìn nó nát luôn mọi người. Ông bông hoa đi ngủ luôn hả? Cái gì đây? Ôi mà bộ đồ này dịch ma chắc nóng lắm nhờ. Trời nóng mặt bộ này chảy mỡ luôn á. Cái gì đây? Ôi nắng ngừng mặt đồ đó luôn hả? Thôi. Sao lại tranh thủ lúc chúng tôi không để ý để mà trao giải một cách bừa bãi như thế này hả? Đúng rồi, quay tôi chức làm ăn lừa đảo. Đúng rồi, lừa đảo. Này. Người ta nộp đủ 3 bộ 8 loại mảnh chôm chôm mới được trao giải đấy chứ. 8 mảnh. Ơi trời ơi là rồi, mảnh chôm chôm ơi. Anh không giữ được em. Trời ơi ông này. Ông ơi đẹp đi mà anh đâu ông ơi. Nhiều lâu không có lần. Giờ có 100.000 kim cương. Lâu không thể đổi được mấy cái mảnh chôm chôm rồi. Đáng đời. Đây thì là reaction nhá cùng gia mình. Đã kiếm được phi công rồi. Vui quá đi thôi. Chị đẹp. Cái gì thế? Trời ơi, đang phút quan trọng mà nói linh tinh gì vậy? Gì đây? Có bằng chứng gì hả? Ngươi! Ta thà chết ra ở cái xứ này không ai giúp, còn hơn là kết thân với một kẻ thất bại như ngươi.
Ủa gì vậy? Người biến nhanh cho quân mặt ta. Không, ta yêu nàng mà. Ta yêu nàng mà. Mà cũng lật nữa trời ơi. À, nam thần ngăn cắp chôm chôm tối hôm qua. Cái cam cầm quay luôn mọi người. Ông nam thần này chắc ăn sẽ bị cận mọi người, mà có không thể thấy cái cam siêu to khổng lồ đang quay lén không mọi người ạ. Cái cam người ta là giảm quay bằng điện thoại thôi, ông đem nguyên cái cam quay phim để quay luôn mọi người. Trời ơi trời, đọc tôi và tôi, ví dụ mà tôi và bà trong một căn phòng nghe mà thế, ai mà cầm cái cam này quay tôi cũng thấy á. Đúng là chỉ có phim rồi. À đây là phòng mình ngủ mà đẹp vậy, bộ đèn cũng nên cắt kiểu, rồi tay cầm dao vậy, trời ơi nhìn phòng thủ liền á. Sao làm được việc lớn? Thật chắc rằng là bạn, mấy bạn xem video reaction rồi chị thấy tham ngáp đúng không? Không biết là mình thích mấy em quá là có thể đếm được gọi là số lần ngáp ở trong video này mọi người. Người nữa. Hạ màn rồi, đừng có mà diễn nữa. Ủa, gì? Diễn vai độc thân. Dịch bất ngờ như vậy tương kia mọi người. Chị nâng nít á. Người cha có hai đứa con, hai con còn chưa đủ mà bây giờ định kiếm hai con vợ nữa hả? Còn ngươi diễn vai chung thủy có mệt không? Chung thủy gì? Thả cái máy thả thính dạo kia, thả mà rơi biến đi khỏi mắt ta. Nói thế mà vẫn không biến đi à? Bà này không có con mà. Con nào? Con nào? Trời ơi, chết rồi. Con nó chạy cái liền. Tao về cùng thi của chị đẹp, chị đẹp đã có con. Và Mr. Vịt tham gia đại tiệc 84 của Vify để nhận được bộ đôi trang phục chị đẹp và phi công vĩnh viễn cùng rất nhiều những phần quà hấp dẫn khác nữa nha. Yeah! Tham gia ngay chuỗi sự kiện đại tiệc 30 tháng 4 để sở hữu bộ đôi trang phục phi công và chị đẹp vĩnh viễn. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ đây là hết của video 21 phút và nhà quảng cáo về cái gọi là hai trang phục, là trang phục gì ta, bãi biển và trang phục này. Mình thấy trang phục này rất là ngầu đúng không mọi người, mình nghĩ mình sẽ mua tại vì nó có màu xám rất giống của mình đó. Thực sự mình vẫn đang đợi một cái skin hợp với cái Free Fire của mình đó, mình nghĩ mình sẽ mua cái này, quá là đẹp luôn. Ok thì sau tổng kết lại quay cái này thì mình thấy là mình ngáp rất là nhiều mọi người đó, mà có thể gọi là gì ta, các bạn có thể chỉ ra những khung thời gian nào Sam ngáp, đừng quên comment vì vậy Sam biết nha, cho tôi thấy tôi ngáp quá trời đất luôn, đi reaction mà ngáp quá trời đất đó, đó là trời đó. Thì mình thấy anh Dịch trong cái trong bộ phim ngắn này rất là gì ta, rất là giàu có, nó là một chàng trai rất giàu có đó. Thì Dịch diện cũng rất là ổn mà nghe đó, thì tại vì là nói thật là tụi mình là những người chưa học có lớp diễn xuất nên các bạn cũng thông cảm cho Master Dịch nha. Tại vì là
không thể nào mà tụi mình có thể diễn một cái thì gọi là khờ gì thì diễn một cách rất là gì ta, rất là trơn tru, rất là xuất sắc mọi người ạ. Đó thì tại vì tụi mình không phải là những diễn viên chuyên nghiệp, tụi mình chỉ là vào diễn luôn ấy chứ không có học diễn, học dọc diễn xuất đó, nên là mình mong mọi người thông cảm với Master Dịch nha. Đó cũng cũng giống như mình vậy, mình quay cái bộ phim ngắn học đường đại chiến á của Free Fire á, mình diễn rất là đơ, thực sự mình cảm giác diễn rất là đơ, nhưng là có rất nhiều bạn khen, cảm giác rất là vui đó. Ok thì mình thấy chung quy về cái này thì là một cái cuộc chiến dành chị đẹp thôi mọi người, và cuối cùng chị đẹp đã có con đó, nói chung là vậy thôi đó. Thì mình thấy quảng cáo này hay, rất là đáng coi mọi người, quay cũng rất là vui, nó còn rất là nhiều tiếng cười. Ok thì mình nghĩ là video ngắn này thôi, các bạn đừng quên cho Sam một like, share, các bạn đừng quên spread Sam và tất cả thành viên hai tụi mình nha. Đó ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye nha, bye bye.